Xin chào mọi người, hôm nay mình xin giới thiệu đến một người một cặp dao là dùng để thái cát. Cặp dao này bõn lớn và dài. Dao này thép đan, thép carbon, lụa này là thép rẫy. Mọi người mua dao thì gọi điện hoặc nhắn tin vào số điện thoại trên tiêu đề. Sau đây mình xin giới thiệu từng mã một, từng cây. Thứ nhất là mã L1 400. Cây này có độ dài lưỡi là 21,5, bán rộng là 6,5 và độ dài là 4 ly. Độ dài 4 ly gần trên cón này và mỏng dần ra mũi. Cái này là cái lớp này là phủ cái lớp này lên để có cái lớp này để dỡm rẫy, chống rẫy. Cái này là cón mới, cón gỗ. Cón này cón bớt lót, khâu nhựa. Cây thứ hai cũng tương tự như cây lúc nãy, nhưng mà cây này mình được đánh bán rồi, đánh cái lớp đen nó ra, rồi mình đánh bán nó ra thành tráng nữa nè. Cái này là L2 400, lưỡi là 20,3, bán rộng là 6,3 và độ dài là 4 ly. 4 ly gần răng cón và mỏng dần ra ngoài mũi. Cái này cũng cón mới, cón gỗ, khâu nhựa. Cái này nó không có chữ. Cái này nó có một cái chữ nhỏ nhỏ ở bên này. Bên này cũng có cái chữ. Chữ trong cái vòng tròn. Rất nhỏ thôi. Nếu mọi người lấy cỏ cạp thì là giá là 750 ngàn. Còn mua lẻ từng cây thì 400 ngàn. Giá này là chưa bao gồm phí ship, nếu mọi người chuyển khoản thì sẽ được bao ship. Mọi người mua dao thì nhớ liên hệ qua số điện thoại mình ghi trên tiêu đề. Mình xin kết thúc clip ở đây. Hẹn mọi người ở clip sau.